Chủ đề năm 2017, năm quốc tế vì sự phát triển của du lịch bền vững, tiếp tục tạo cơ hội để du lịch Việt Nam có bước phát triển bứt phá trong thời gian tới. Từ ngày 1 tháng 2 2017, Việt Nam sẽ thí điểm triển khai cấp thị thực điện tử qua mạng trong vòng 2 năm. Theo các chuyên gia, cùng với việc miễn visa cho các thị trường trọng điểm, việc cấp visa điện tử là một bước tiến quan trọng góp phần tăng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Năm 2016, lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón được 10 triệu du khách quốc tế. Vị khách may mắn này mang quốc tịch Anh. So với năm 2015, lượng khách quốc tế năm nay tăng 25% và có mức tăng trưởng tuyệt đối trong một năm, 2 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, khách đến từ Đông Bắc Á, Tây Âu có sự tăng trưởng mạnh. Theo nhận định của ngành du lịch, kết quả này có đóng góp từ việc chính phủ kéo dài miễn visa cho 5 nước Tây Âu. Sự đột phá của tăng trưởng khách du lịch thì nó cộng hưởng rất nhiều. Thứ nhất là những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến của chính phủ, của nhà nước. Thứ hai, nỗ lực của ngành du lịch trong công tác phát triển sản phẩm chất lượng phù hợp với lại nhu cầu của khách. Bước sang năm 2017, visa điện tử là một trong những giải pháp thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cho việc phát triển du lịch. Công dân có hộ chiếu hợp pháp từ tất cả các nước muốn đến Việt Nam đều có thể đăng ký làm visa trực tiếp qua mạng. Theo ngành du lịch, việc đơn giản hóa chính sách visa, trong đó áp dụng visa điện tử là xu hướng phổ biến của thế giới và tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch. Nhiều khách du lịch khi họ đến Việt Nam, cái mà họ e ngại nhất, nhiều khi không phải là giá tiền, nhưng vấn đề mà họ e ngại và họ không muốn, có một số chưa muốn đi là vấn đề thủ tục. Nếu chúng ta làm tốt vấn đề visa điện tử thì tôi nghĩ đây sẽ là một cái cú hích cực lớn. Có lẽ là sẽ làm thay đổi cả bộ mặt của ngành du lịch Việt Nam trong những năm tới. Đây là một cái bước tiến trong cái việc là chúng ta đẩy mạnh các cái ứng dụng công nghệ mới để cho cái việc làm visa cho khách du lịch nó được thuận tiện hơn, dễ dàng hơn và có thể nó phù hợp với một cái thế hệ trẻ hiện nay trên toàn thế giới là luôn luôn ứng dụng công nghệ cao. Nên tôi nghĩ rằng là cái việc làm này của chúng ta thì như thế so với một số nước trong khu vực là cũng đã tiến khá nhanh. Cho nên là tôi kỳ vọng vào cái việc là khi ta ứng dụng nhanh cái việc làm visa điện tử thì cái lượng khách đến Việt Nam nó sẽ tăng nhanh. Với việc áp dụng thị thực điện tử từ mùng 1 tháng 2 năm 2017, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu năm sau đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỷ đồng. Ngành du lịch phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2016, Hà Giang đón trên 850.000 lượt khách du lịch. Doanh thu từ du lịch và dịch vụ du lịch ước đạt 795 tỷ đồng. Trong đó, huyện Đồng Văn, vùng lõi của cao nguyên đá Đồng Văn đã đóng góp quan trọng vào thành công.